Tập 11. Hồi nhỏ con bé rất hay chơi ở đây. Tôi cũng muốn mời cậu ở đây lâu hơn. Nhưng mà lời tôi sắp nói có lẽ không dễ nghe. Giáo sư Lục, ông nói đi. Trong cuộc bầu cử chủ tịch tổng thương hội lần này, tôi nghe nói cậu có động tay động chân. Tư Ký Phùng vẫn luôn không có thiện cảm với ông chủ quản, vậy mà cũng bị cậu làm cho lung lay, ra mặt giúp ông chủ quản trúng cử. Giáo sư Lục đánh giá cao tôi rồi. Chỉ là ông chủ quản lăn lộn trên thương trường đã lâu, năng lực và danh tiếng cao hơn những ứng cử viên khác, nên đương nhiên sẽ được bầu chọn. Tổng thương hội lấy mục tiêu là mở rộng việc làm ăn, giúp nền kinh tế trở nên lớn mạnh. Trong đó chủ tịch là người dẫn đầu, là người trợ giúp cho nền kinh tế, là người có quyền lực, nhưng hơn cả là có trách nhiệm phát triển nền kinh tế. Ông chủ quản trúng cử chủ tịch đương nhiên sẽ trợ giúp nền kinh tế, nâng đỡ nền kinh tế. Ông ta sẽ làm thế chứ? Tại sao lại không? Chắc chắn ông không biết. Chi nhánh Tỉnh An xây dạng đắc viên, trên miếng đất béo bở đường Bối Lạc, chính vì muốn tạo phước cho dân, cũng là để giúp cho các tiểu thương có thể bước vào những nơi cao sang. Nếu không có ông chủ quản sắp xếp thì e không thể thực hiện những điều này. Tôi e là cậu nói quá sớm rồi đó. Sau khi xây xong, dạng đắc viên sẽ được sử dụng vào mục đích gì thì chưa chắc như cậu nghĩ đâu. Hoàng Như Hồng làm như vậy vì muốn trúng cử thôi. Chủ tịch Qua của Cục Công Bộ Tô Giới Pháp cũng thề thốt rằng sẽ mang lại lợi ích cho người Qua. Nhưng việc đầu tiên ông ta làm sau khi trúng cử lại là mở một sòng bạc mới ở đường Tất Quân. Tôi không biết chuyện này, cũng chưa từng can dự. Diệt Trị ơi là Diệt Trị, toàn bộ bản lĩnh của cậu rốt cuộc dùng để làm gì? Giáo sư Lục, tôi còn làm chưa đủ nhiều sao? Ông vừa nhắc nhở tôi đã nghĩ mọi cách để nhận thầu toàn bộ khoản vay của xưởng sợi Thái Cần, không cho ngân hàng Chiêu Chính chút cơ hội nào. Vậy là đủ rồi sao? Giáo sư Lục, tôi chỉ là trưởng quỹ của một ngân hàng, ông còn muốn tôi làm gì nữa? Tôi muốn cậu đừng dùng hai chữ chỉ là để nói về công việc của cậu. Cậu là ông chủ ngân hàng, là người làm về tài chính. Không ai ở gần Phù Qua Hư Vinh hơn người làm ngành tài chính đâu. Chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ vượt qua ranh giới, bước lên con đường theo đuổi danh lợi đầy sai trái. Tôi mong cậu không bị ông chủ quản kéo đi quá xa trên con đường này. Nếu theo đuổi danh lợi là con đường sai trái, vậy cái gì mới có thể mang đến cho tôi tôn nghiêm? Khi cậu hiểu nguồn lực trong tay cậu không phải để theo đuổi danh lợi, mà là để nâng đỡ nền kinh tế, tạo phúc cho người dân, từ đó thúc đẩy xã hội phát triển, thì cậu mới có được tôn nghiêm thực sự. Anh Lục kính mến, tôi đến Trùng Khánh khảo sát một tuần rồi. Hiện nay tôi nói chuyện điện thoại với Lệ Tư, vì tôi phải đi công tác đột xuất, bỏ lỡ bài phát biểu của nó nên Lệ Tư không vui, tuyên bố hủy bỏ tư cách làm bố của tôi. Tôi nói vậy sao muốn xưng anh em với tôi? Con bé đang độ thanh xuân, vậy mà tư duy đã rất sắc bén. Nó vừa hỏi tôi thế này: ngành tài chính thu lợi nhuận từ việc thu lãi, bản chất không khác gì bóc lột, rốt cuộc vì là cái gì mà để bán mạng như vậy? Con bé khiến tôi đổ mồ hôi lạnh. Tôi là đột nhiên nhớ đến chuyện bạn với anh Lục dụ cho nông thôn vay tiền. Chuyện này không mang lại lợi ích gì cả, nhưng có thể tạo phúc cho dân. Như anh Lục đã nói, theo lý ngành tài chính là dùng tiền bạc để nuôi dân chúng. Tôi cũng nên mau chóng bắt tay thực hiện chính sách này. Không ai ở gần Phù Qua
hư vinh, nói những người làm ngành tài chính đâu. Chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ vượt qua ranh giới, bước lên trên con đường theo đuổi danh lợi đầy sai trái. Tôi nói cậu nghe, tôn nghiêm mà tôi nói không phải là cơm no áo ấm, không phải đóng góp nhỏ nhoi, mà là sự tồn tại thực sự. Là khi mọi ánh mắt hướng về cậu đều là ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi không mong cậu bị ông chủ quàng kéo đi quá xa trên con đường này. Ông chủ vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của thuốc phục lệnh. Anh đi hết các bang phái rồi sao? Tôi đã nghe ngóng hết một lượt rồi. Không phải cho bang phái làm. Quán rượu ở Nam Dương kỹ diện của người Tây thì sao? Tôi nghe ngóng hết rồi, không liên quan tới họ. Vậy thì ăn không nói có. Hỡi bụng chuyện này lên, đổi lên đầu Trình Diệt Trị đi. Dân, nghe nói Vạn Đắc Viên đã động thổ bắt đầu xây dựng rồi, đang trong quá trình trầm trổ xây dựng. Tôi biết cậu bận, nhưng có những chuyện nếu phải phiền đến cậu, xin lão gia sai bảo. Có một câu lạc bộ ở đường Tất Quân mới khai trương. Đây là sổ sách, cậu xem đi. Anh cũng đang nhắm vào chủ tịch mới của tổng thương hội là tôi. Có một số chuyện không thể quá phô trương. Vừa hay cậu làm ở ngân hàng Long Doanh, che đậy số lợi nhuận này sao cho hợp lý đi. Sổ sách thất thoát. Ngân hàng Hội Trữ đang công khai phát hành cổ phiếu đấy. Châu Quang Hiển 41 tuổi, tốt nghiệp khoa kinh tế Đại học Keio Nhật Bản. 8 năm trước trở thành thành viên hội đồng quản trị ngân hàng Hội Trữ. Sau khi bố cụ chết, nhờ hội đồng quản trị tiến cử mà trở thành tổng quản lý mới. Chỉ vậy thôi sao? Mặt sau của bản báo cáo này là cơ cấu ngân hàng Hội Trữ hiện tại và người phụ trách của các phòng ban. Nếu cô muốn biết là ai cấp dưới của Châu Quang Hiển thì cứ lần theo sơ đồ này là được. Trưởng quỹ, anh vẫn đang làm sổ sách cho ông chủ sao? Cậu đi đâu mà suốt ngày thốt ẩn thốt hiện vậy? Sông bạc đường Tất Quân nhiều tiền đến nỗi sắp tràn ra ngoài rồi. Chúng ta không xử được số tiền lớn vậy đâu. Trình Diệt Trị sẽ không cho mặt quả dưa biết. Lợi nhuận khủng khiếp trên sổ sách khiến anh ta cảm thấy nặng nề. Anh thấy thực sự đã bị giáo sư Lục ảnh hưởng. Anh ấy cũng bắt đầu nghi ngờ phía sau thành tựu của việc theo đuổi danh lợi là một việc thẩm. Còn con đường mà giáo sư Lục xem thường là có một đại lão gia đứng đó. Phải rồi, đã gửi tiền quyên góp cho hội từ thiện Đồng Châu chưa? Chưa, họ đóng cửa rồi. Đóng cửa? Đúng vậy, nghe nói mấy ngày trước Kim Nghĩa Sơn bị trúng gió. Cậu nói đi. Lão gia, chuyện ông giao cho tôi đã tra ra chút manh mối rồi. Kết quả hơi bất ngờ.
Ra ra gì rồi? Người có liên quan nhất tới thuốc phục lệnh lại là trợ lý của ngân hàng Long Doanh, họ Bàn Tân Phong, hay được gọi là Mặt Quả Dưa. Mặt Quả Dưa. Mà người này lại là cấp dưới mà chủ Quỷ Trình tin tưởng nhất. Chuyện này điên đới nhiều bên, tôi cũng không biết có nên điều tra tiếp hay không. Lam Nhi. Dạ. Con đây, Lam Nhi. Mặc cho cha quân phục của cha đi. Mặc cho cha đi nào. Cha, không phải vội đâu. Chúng ta còn phải cùng nhau đón Tết nữa mà. Lam Nhi, cha không bảo vệ được con nữa rồi. Hoàng, Hoàng, Hoàng Như Hồng, Hoàng Như Hồng. Dạ, con đi. Dạ. 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 Chị Lâm, xin chị nén bi thương. Sơn Tây là địa bàn của Diêm Sơn. Tư lệnh Lưu đã hết thời từ lâu rồi. Nếu không phải đem Mặt Lão gia, thì ông ta có thể ở trong bệnh viện Đức sao? Có thể được bác sĩ cấp khám bệnh cho sao? Lúc sáng mọi người đều thấy rồi đó. Mới sáng sớm chỉ Quy Vọng đã đến định bỡ Lão gia. Ông ta có thể lên làm thư lệnh hay không thì còn phải xem Lão gia có muốn đứng sau ủng hộ hay không. Giờ lũ lính đó tình tranh lắm, biết gió chiều nào theo chiều nấy rồi. Trước kia ông chủ Lôi bớt nói đi, Lão gia mà nghe được mấy lời này chưa chắc đã vui đâu. Sợ cái gì, Lão gia không ở đây ông ấy không nghe thấy đâu. Ông chủ Lôi. Lễ tứ. Tư lệnh Lưu vẫn chưa qua đầu thất. Bình thường chị Lam cũng rất hay chiếu cố anh mà. Nào nào hù. Sao cô lại tới đây? Đến tìm chị trị sao? Anh ấy đâu? Cậu ta đến Phước Hương Đường với Lão gia rồi. Phước Hương Đường là một nơi ở khác của Lão gia. Đi làm gì thì tôi không biết, nhưng tôi nghe nói phụ nữ Phước Hương Đường ai nấy đều vô cùng quyến rũ. Họ là những tay chơi thực thụ đấy. Mấy kiểu ra dễ biết hầu rượu của cô, liệu có thể thỏa mãn trình diệt trị không? Ông chủ Lôi, hôm nay miệng của anh hơi thối đó, về súc miệng đi. Lão gia, vào rồi nói.
Vào đi. Tự do rồi à? Cậu biết thứ này là gì không? Tôi không biết. Đây là thuốc phục lệnh, được điều chế từ thuốc phiện, được tuồn vào thị trường hơn nửa năm rồi. Giờ nó đang ngày càng trở nên phổ biến ở Thượng Hải. Thứ này chứa nhiều chất kích thích, dễ gây nghiện. Mấy ngày gần đây có nhiều người đột tử vì dùng nó. Việc sản xuất, lưu thông, buôn bán thứ này được che giấu rất kỹ. Thân phận của kẻ cầm đầu lại càng bí ẩn. Có manh mối đáng tin cho thấy chi nhánh tỉnh An thuộc ngân hàng Long Doanh của tôi có liên đới. Lão gia, ông biết tôi căm thù thuốc phiện thế nào mà chi nhánh tỉnh An tuyệt đối không thể có liên quan tới chuyện này. Xin lão gia điều tra rõ ràng. Tôi được biết người có dính dáng tới chuyện này là trợ lý tên là Bàn Phong, biệt danh Mặt Quả Dưa, là cấp dưới thân cận của cậu. Mặt Quả Dưa? Lão gia, Mặt Quả Dưa không phải là kẻ nghiện, càng không phải là kẻ hiểm ác. Cậu ấy thực sự khó mà có liên quan tới chuyện này. E là có ẩn khuất đâu đây. Người ngoài sẽ không quan tâm tới ẩn khuất hay không. Họ chỉ nghĩ chuyện này có liên quan tới các cậu, liên quan tới chi nhánh tỉnh An thuộc ngân hàng Long Doanh, liên quan đến cả tôi. Cậu nghĩ thử xem, chủ tịch tổng thương họ có liên quan đến thuốc phục lệnh, chuyện này phải giải thích thế nào đây? Lão gia, Mặt Quả Dưa là cấp dưới của tôi. Sai lầm của cậu ta là sai lầm của tôi. Xin lão gia cho tôi 10 ngày, tôi nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này. Nếu Mặt Quả Dưa thực sự có tội, tôi xin bằng lòng gánh chịu mọi hậu quả. Đi điều tra đi. Ai thế? Tôi. Đại ca, sao lại đến đây? Đây là gì? Không có gì, đại ca. Tránh ra. Đại ca, cậu còn dám gọi tôi là đại ca? Không đâu đại ca, anh nghe em đi. Từ khi anh bắt em tránh xa thuốc phiện, em đã không dùng nó rồi. Em chỉ kiếm tiền từ nó thôi. Thật đó, bán thứ này kiếm được lắm. Đại ca, Mặt Quả Dưa, tôi từng nói với cậu, thứ tôi hận nhất chính là thuốc phiện. Chỉ cần đụng vào thuốc phiện, người ta sẽ không còn là người nữa mà là quỷ. Đại ca, tại sao cậu còn bán nó? Đại ca, đại ca, bỏ ra. Đại ca, đại ca, đại ca, em sai rồi. Đại ca, em sai rồi. Mặt Quả Dưa, tôi thực sự rất thất vọng với cậu. Đại ca, anh đừng như vậy mà. Em thực sự còn chưa bắt đầu bán nữa. Hôm qua mới làm ăn với họ. Hôm qua em mới lấy hàng thôi. Em thực sự vẫn chưa bán được cái gì. Đại lão gia đã biết hết rồi, còn nói là chưa bán. Sao có thể được chứ? Đại ca, em thực sự không biết. Hôm qua mới lấy hàng thôi. Em thề đấy. Thề, cậu lấy cái gì ra mà thề? Cậu từng thề sẽ không bán, không dính vào thuốc phiện, bây giờ thì sao? Em thề đọc được không?
Vậy cậu thề đi. Được, em thề. Mặt quái dưới em. À không, bàn phong em. Bàn phong em thề với trời, hôm nay nếu em nói dối dù chỉ một câu thôi thì sẽ bị sét đánh chết, không được chết tử tế. Được, tôi chưa cho cậu đứng dậy. Cậu nói đi, cậu lấy hàng ở đâu? Anh Doãn. Anh Doãn là tôi đây. Người đâu? Không, em không biết. Sao cậu lại quen tên Doãn này? Bọn em quen ở quán rượu Hổ Tây, nhưng mà em cũng không thân với hắn. Em chỉ nhờ hắn lấy hàng từ hắn thôi. Cậu bị lợi dụng rồi. Bị ai lợi dụng? Đại lão gia mới lên làm chủ tịch tổng thương hội, biết bao nhiêu người đang tâm tư soi mói. Cậu làm vậy không chỉ liên lụy tới ngân hàng Long Doanh mà còn ảnh hưởng tới cả thể diện của lão gia. Vậy bây giờ có phải làm chết chắc rồi không? Đại ca, cứu em với. Cậu im đi. Giờ việc quan trọng là phải điều tra rõ chuyện này. Đi đi. Đi. Chào buổi tối. Đợi đã. Trên người anh có mồ hôi à? Chiều nay đi đâu? Chị Lâm tìm anh khắp nơi đó. Anh đi làm gì cho lão già? Ông ta giao việc gì mà người của anh đầy mùi son phấn thế? Mùi son phấn đầy người sao? Đúng vậy, là mùi vàng mã mà. Lôi Tử nói anh với đại lão gia đến kỷ diện. Anh ta còn nói gì nữa? Anh ta còn nói Phước Hương Đường là nơi ở khác của lão gia. Cái tên này đúng là không biết giữ mồm giữ miệng. Ít nhất thì anh ta không đến nơi đó. Phụ nữ Phước Hương Đường ai nấy đều vô cùng quyến rũ, đều là tay chơi thực thụ. Có phải đàn ông các anh nhìn thấy không nhìn được có đúng vậy không? Em nghe nói vậy, có phải là vì chúng ta vẫn chưa, cho nên anh đúng không? Em nói cái gì vậy? Nói lần nữa đi. Anh biết em đang nói gì mà. Anh biết. Em ghen rồi. Đứng dậy đi. Ghen gì chứ? Ai thèm ghen? Tùy anh. Anh thích đi đâu thì đi. Muốn tìm phụ nữ kiểu gì thì tìm đi. Anh là một người đàn ông bình thường. Anh thừa nhận rất nhiều lúc anh muốn làm gì đó với em, nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm gì đó mà anh đi tìm người khác để làm gì đó. Biết chưa? Tin anh đi. Anh không tìm phụ nữ khác, vậy thì đại lão gia tìm sao? Em biết vậy là được rồi. Đừng nói với chị Lam. Tư lệnh Liêu mới mất. Nếu chị Lam biết đại lão gia có bộ dí bên ngoài, trong lòng chắc chắn sẽ khó chịu. Y
Có phải anh biết lâu rồi không? Hôm nay anh cũng mới biết. Anh cởi quần áo ra cho em, cởi sạch toàn bộ cho em đi. Cởi quần áo để làm gì? Anh nghĩ gì thế? Em bảo anh cởi ra để mai đi giặt mà. Em ngửi thấy mùi son phấn thì bị đau đầu. Cởi. Em đợi anh. Từ từ cởi hết. Từng cái một nha. Cởi. Được rồi, đừng cởi nữa. Đừng cởi. Anh đừng cởi mà. Mau vào đi. Đi đi. Anh tắm sạch sẽ đi. Rồi đưa quần áo cho em giặt. Đi đi. Không cởi nữa sao? Đi đi, đồ đáng ghét. Gì vậy chứ? Vậy là đại lão gia rồi. Em biết vậy là được rồi. Đừng nói cho chị Lam. Có phải là biết từ lâu rồi không? Hôm nay anh cũng mới biết. Cô có muốn bảo Trình Diệt Trị mua mấy bức tranh ở chỗ tôi không? Tôi nghe cô nói cổ mấy phất đấy chép tranh giống lắm. Anh từng đến Phước Hương Đường chưa? Cô coi thường tôi hả? Chúng ăn chơi nổi tiếng nhất Thượng Hải mà. Bao nhiêu quan lớn có tiếng đều say mê quên lối về đó. Để thu thập tin tình báo tôi đến đó không ít đâu. Đây là một nơi ở khác của Hoàng Như Hồng đấy. Cô chắc không? Cậu muốn gọi loại nào? Tôi muốn thuốc phục lệnh. Ai cũng muốn thuốc phục lệnh, thứ đó không rẻ đâu. Cậu có mang tiền mặt không? Cậu dùng ở đây hay mang đi? Dùng ở đây. Được, xin đợi một lát. Tôi đi chuẩn bị ngay đây. Níp níp, nào qua đây. Tập xong thì về sớm nha. Dừng. Đừng tập muộn quá đấy. Nào cầm lấy. Tạm biệt bố. Ừ, tạm biệt con. Chú Tiêu, lâu rồi không gặp. Sao lại là cháu? Lái xe đi đi. Ông chủ, người đến rồi. Ông chủ Tiết. Cô chức dân của Linh Lan Viện kêu tôi đến đây gặp anh để nhập ít hàng. Hàng gì? Anh hiểu mà. Cô chức dân muốn bao nhiêu? Mời ngồi. Này cậu thanh niên, một thùng nặng 2.5kg đấy. Xem anh nói kìa, Linh Lan Viện là nơi như thế nào chứ? Cô chức dân tiếp đón những vị khách như thế nào? Hai thùng không tính là nhiều đâu. Vậy tôi nói thẳng nhé, mỗi nửa cân có giá thế này, không trả được thì thôi. Nếu không phải cô chức dân cần hàng gấp, tôi sẽ không chấp nhận mức giá này đâu. Nhưng tôi cũng phải nói trước, hai thùng này phải là hàng có sẵn, không thành vấn đề. Nghe nói thuốc phục lệnh mỗi ngày một giá, mua về chỉ có lời không có lỗ. Hay tôi cũng mua hai thùng nhỉ? Thế thì phải xin lỗi cậu rồi. Nếu cậu muốn hai thùng nữa thì phải đợi 4 ngày. 4 ngày? Ông chủ tiết không đủ với tôi đó chứ. Loại hàng này bán chạy như vậy, tôi mong cũng có thể bán hàng ngày. Nhưng cậu cũng biết đó, thuốc phục lệnh đâu có dễ có. Có tới mấy? Chẳng phải là anh cũng lấy được rồi đó sao? Ông chủ, không xong rồi, xảy ra chuyện rồi ông chủ. Làm gì thế?
Còn bao nhiêu hàng? Giao hết ra đi. Các anh hiểu lầm rồi. Hàng này không phải của tôi. Không phải của tôi thật mà. Chúng tôi đều là người của ông chủ văn. Tôi nào dám giấu ông chủ văn buông mấy thứ này chứ, đúng không? Ông chủ văn đưa anh hàng Dân Nam, anh không bán. Đưa anh hàng Tứ Xuyên, anh cũng không bán. Thế anh muốn bán cái gì? Thuốc phục lệnh hả? Không. Vậy phải xem anh còn mạng mà bán không. Đi. Dừng lại. Cậu xuống xe đợi một lát đi. Chú Tiêu, cháu luôn nghĩ rằng nhờ bố cháu móc nối, chú chỉ đang làm việc ở cơ sở Tiên Tân cơ. Không ngờ vừa điều qua đó, chưa được mấy tháng chú lặng lẽ hát quay về rồi, còn được lên làm phó quản lý nữa. Lệ Tư, dù là điều đi hay trở về cũng đều là quyết định của ngân hàng. Với lại chuyện của cháu và mẹ cháu sau này, hồi ở Thiên Tân chú cũng đã nghe rồi. Vậy nên vừa về tới Thượng Hải, chú liền nghe ngóng tin tức của hai mẹ con cháu, nhưng chẳng nghe được tin tức gì. Thật sao? Đúng, thật sự là như vậy mà. Chú Tiêu, trước đây bố cháu từng thi hành cải cách gấp vốn ở ngân hàng hội trưởng. Chú là cánh tay đắc lực của ông ấy. Chú Tiêu, tổng quản lý Châu và bố cháu vốn như nước với lửa. Người nước ngoài có thể không biết, nhưng chú không thể nào không biết được. Chú làm thế nào mà có thể dễ dàng trở thành cấp dưới của tổng quản lý Châu vậy? Chứ thật sự không thể hiểu nổi. Lệ Tư, cháu vẫn còn trẻ, chuyện của ngân hàng cháu không hiểu đâu. Nhưng dù có trẻ tới mấy, cháu cũng có thể hiểu. Chẳng sao bất cứ lợi ích nào cũng có điều kiện. Cháu, chú Tiêu, rốt cuộc chú đã bán đứng bố tôi như thế nào mới có được sự tin tưởng của Châu Quang Hiển? Trưởng quầy, em điều tra những nơi người Tây thích đến, như là chung cư Khải Tề, vũ trường Phong Tư. Em còn điều tra quán thuốc phiện Rock mà đám thương nhân Nam Dương thích đến. Họ và những tụ điểm mại dâm kia đều là bên mua chứ không phải là bên bán thuốc phục lệnh. Hơn nữa họ đều nói sau khi tới Thượng Hải mới biết đến thứ hạng tốt như thế này. Xem ra thuốc phục lệnh không phải là có xuất xứ từ châu Âu, cũng không phải là đến từ Nam Dương. Nhưng em từng nghe tên Doãn nói, hình như thứ này là hàng các bang phái bán. Không phải, các bang phái chỉ có thuốc phiện loại cũ, mà từ khi loại này được có mặt ở trên thị trường, giá thuốc phiện ngày càng giảm, lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng. Giờ các bang phái lớn cũng đang điều tra về thuốc phục lệnh. Chỉ cần dưới trướng có kẻ bán nó thì đều bị xử tử. Vậy thì là ai? Chú Tiêu, bố tôi chết quan như vậy, chú không thể nào ngồi im như vậy được. Hôm đó, lúc chú báo tin cho hai mẹ con tôi, bộ dạng bồn chồn sốt ruột đó của chú không thể là giả vờ được. Nếu chú còn nhớ đến chút tình nghĩa của bố tôi với chú, thì xin chú cho tôi biết rốt cuộc Châu Quang Hiển đã làm gì bố tôi. Hôm nay chú thẳng thắn nói với tôi, chính là sự bù đắp tốt nhất với bố tôi. Lệ Tư, chú vẫn luôn coi cháu là con cháu trong nhà. Cháu còn phải chịu nỗi đau mồ côi, nên chú không so đo với cháu. Nhưng nếu cháu còn tiếp tục quấy nhiễu chú như thế này, nếu cháu cứ ép chú bù đắp cho bố cháu, thì bằng bây giờ chú đưa luôn cháu.
đến thẳng văn phòng của tổng quản lý ngân hàng Hội trưởng, gặp mặt tổng quản lý Châu để đối chất trực tiếp. Được không? Chẳng có dám không? Lệ Tư, chú khuyên cháu vẫn nên xuống xe đi thì hơn. Anh gặp ác mộng sao? Vì nãy em thấy anh trần trọc mãi mà không dám gọi anh vậy. Không sao rồi, em ngủ đi. Sao lại không sao chứ? Anh uống ly nước mật ong cho thư giãn đi. Hay là em hát cho anh nghe nha. Hát. Chẳng phải trẻ con đều thế sao? Lúc gặp ác mộng, mẹ anh không hát cho anh nghe sao? Mẹ anh mất từ hồi anh còn nhỏ xíu rồi. Vậy em hát cho anh nghe nha. Ngủ mau đi nào. Mau ngủ đi thôi. Mặt trăng đã trốn vào mây đen ngủ rồi. Những đóa hoa hồng trên đầu giường cũng chìm sâu vào giấc ngủ với con. Mau ngủ đi nào, bé con ơi. Tiếng ca đưa con vào giấc ngủ. Mau ngủ thôi, bé con ơi. Tiếng ca đưa con vào giấc ngủ. Tin tình báo trước đây của tôi có nhầm lẫn. Hoàng Như Hồng có bộ nhí. Hoàng Như Hồng quả nhiên bí ẩn thật đấy. À phải rồi, anh giúp tôi để ý Trịnh Diệt Trì nữa nhé. Cậu ta cũng có bộ nhí sao? Anh nói dớ dẫn gì thế? Thế cô điều tra cậu ta làm gì? Mấy hôm nay anh ấy hơi khác thường. Khác thường? Ban đêm anh ấy hay bừng tỉnh vì gặp ác mộng. Anh ấy nói Đại Lão Gia giao cho anh ấy việc gì đó, nhưng cụ thể là việc gì anh ấy không nói. Vậy cô muốn tôi điều tra thế nào? Tôi phải điều tra cậu ta có chuyện hay cậu ta không? Vậy phải xem rốt cuộc anh có thể điều tra được gì. Được thôi. À phải rồi, giúp tôi thêm một việc nhỏ nữa. Câu lạc bộ phim ảnh Xuân Thu Anh Văn sắp diễn ra dở tòa nhà Notre Dame. Anh có thể giúp tôi làm danh thiếp quản lý diễn viên không? Cô cần cái đó để làm gì? Nhờ anh hết đấy. Ông chủ cho tôi chút tiền được không? Tím ơi cho tôi chút tiền được không? Tím ơi cho tôi chút tiền đi.
Ông chủ, ông chủ, cho tôi ít tiền đi, ông chủ, cho tôi ít tiền đi. Cho bà tiền đi hút thuốc xong. Không hút thuốc thì tôi sẽ đau lắm. Cậu hãy thương cho cái thân què quặt này đi, ông chủ. Cảm ơn ông chủ. Đứng quầy, Hoàng Khoái Dương, giờ cậu đi điều tra các nhà thuốc, phòng khám, bệnh viện ngay cho tôi. Xem gần đây có bệnh nhân nào vì dùng thuốc này mà bệnh tình thuyên giảm mạnh. Mà giờ loại thuốc này không bán nữa, chỉ có thể duy trì bằng thuốc. Đặc biệt là những bệnh nhân cảm thấy loại thuốc đặc trị đó rất giống thuốc phục lệnh. Cậu phải tìm thấy những người đó, nhà thuốc, bệnh viện. Đứng quầy, thuốc phiện có tác dụng gây tê, an thần, ngăn cơn đau. Mà thuốc phục lệnh được chiết xuất từ thuốc phiện, hiệu quả ngăn cơn đau lại càng rõ rệt. Nếu thuốc phục lệnh không phải được tuồn vào từ châu Âu, cũng không phải đến từ Nam Dương hay là bang phái của bản địa, vậy thì rất có thể nó được dùng trong y học, chỉ là bị kẻ tinh tranh nào đó cố tình trục lợi thôi. Cậu mau đi đi. Điếp điếp, hôm nay đàn hay quá. Bố, bố về rồi sao? Bố có chuyện gì mà vui chị? Vui lắm, bọn con đang đánh đàn. Bố qua đây đi. Đây là chị Da Si, quản lý diễn viên câu lạc bộ phim ảnh Xuân Thu Anh Văn. Đây là bố em, phó quản lý của ngân hàng hội trữ. Tiêu tiên sinh chào ông.